Trong trận chung kết Wimbledon 2023, Djokovic đã bị đánh bại bởi Alcaraz. Djokovic thừa nhận Alcaraz là một đối thủ khó nhằn và có nhiều yếu tố giống với Roger Federer, Rafael Nadal và chính anh. Djokovic đã được đánh giá cao hơn trước trận đấu, nhưng Alcaraz đã thể hiện đẳng cấp và kinh nghiệm của mình. Dù Djokovic đã giành chiến thắng dễ dàng ở set đầu, nhưng Alcaraz đã vùng dậy và giành thắng lợi sau 4 set kịch tính. Với chiến thắng này, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất lên ngôi Wimbledon kể từ Boris Becker vào năm 1987. Alcaraz đã chứng tỏ tinh thần và quyết tâm của người Tây Ban Nha, khả năng phòng thủ xuất sắc như Nadal và một số cú trái tay đẹp mắt giống Djokovic.